từ phở đến bánh mì, Blackpink khiến người hâm mộ đổ rầm vì niềm đam mê bất tận với ẩm thực Việt. Lisa cực khoái bánh mì Việt Nam, bánh mì, món ăn đường phố ngon nức tiếng của Việt Nam được lòng rất nhiều ngôi sao quốc tế và Lisa cũng không ngoại lệ. Trong ngày 17 tháng 10 vừa qua, các fan của Blackpink tại Việt Nam đã có một ngày không thể hạnh phúc hơn khi bắt gặp Lisa dạo chơi cùng gia đình và bạn bè tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến đi lần này, dù cô nàng và bạn bè đi du lịch một cách chớp nhoáng nhưng Lisa cũng không quên thưởng thức món bánh mì Việt Nam ngon lành. Cô sẽ mê phở bò như điếu đổ cộng đồng người hâm mộ giọng ca chính ré của nhóm Blackpink không còn xa lạ với gu ăn uống của cô nàng, bởi không ít lần cô nhắc tên và bày tỏ sự yêu thích với món phở Việt trong các chương trình truyền hình. Nữ idol thường xuyên được các fan Việt ở nước ngoài tặng phở gói và rủ rê đi ăn phở, nem nướng, gỏi cuốn khiến Lisa và Rosé ngất ngây, dù mỗi người lại dành tình yêu đặc biệt cho từng món ăn khác nhau, Lisa thích bánh mì còn Rosé lại yêu các món ăn nước. Nhưng hai cô gái ấy lại có chung niềm đam mê với các món ăn cuốn của Việt Nam. Điển hình là nem nướng và gỏi cuốn, trước đó, trong chuyến lưu diễn ở Việt Nam, Lisa đã gọi tên nem nướng và được trô xé lặp lại đầy hào hứng, khiến người hâm mộ lại nhớ đến biểu cảm thú vị của hai cô em Út khi thưởng thức món phở cuốn của Việt Nam trong chương trình thực tế của Blackpink, Blackpink House.